Xe đạp đua hay còn gọi là xe đạp cuộc hoặc xe đạp road bike là dòng xe được thiết kế dành cho những ai đam mê tốc độ và yêu thích chinh phục những cung đường bằng phẳng. Với kiểu dáng thanh mảnh, trọng lượng nhẹ và các bộ phận được tối ưu hóa về mặt khí động học, xe đạp đua giúp người lái đạt được tốc độ cao một cách dễ dàng. Tuy nhiên, xe đạp đua có nhiều loại khác nhau, từ giá cả đến cấu hình, khiến cho việc lựa chọn một chiếc xe phù hợp trở nên khó khăn hơn đối với người mới bắt đầu. Và nếu như bạn là một người mới tiếp cận dòng xe này và đang băn khoăn, chưa biết nên chọn mua chiếc xe nào, thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sự lựa chọn tuyệt vời. Đó chính là chiếc xe đạp đua đến từ Lai, một thương hiệu xe đạp cực kỳ nổi tiếng đến từ Đài Loan. Chiếc xe đạp đua Lai, Pat Lai. Nhắc đến Lai thì chắc hẳn quý vị đã không còn xa lạ nữa rồi phải không ạ? Bởi vì hãng xe đạp này từ lâu đã khẳng định được vị thế vững chắc là một trong những thương hiệu xe đạp được ưa chuộng hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Nổi bật với các dòng xe đạp khung nhôm chất lượng vượt trội, mức giá hợp lý và chính sách bảo hành uy tín, Lai đã nhanh chóng khẳng định được vị thế thương hiệu xe đạp được ưa chuộng hàng đầu, đồng thời góp phần thúc đẩy nền công nghiệp xe đạp Việt Nam phát triển. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây mình sẽ review chi tiết về thiết kế cũng như cấu hình của chiếc xe này tới mọi người để chúng ta có cái nhìn toàn cảnh hơn về mẫu xe đạp đua mới này của Lai nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Với thiết kế bắt mắt, toát lên sự mạnh mẽ lì lợm của một chiếc xe đua đường trường chuyên nghiệp, trang bị bằng vật liệu hợp kim nhôm không mối hàn, tạo lên sự chắc chắn, nhẹ nhàng và thanh thoát. Thiết kế khí động học giúp xe di chuyển nhanh và lướt gió hiệu quả. Được sơn tinh điện 3 lớp giúp tăng độ bóng đẹp, chống chảy xước và bảo vệ xe khỏi tác động của môi trường. Cổ lái được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, tay lái đầu cá mập chắc chắn, đẹp mắt, đồng thời sở hữu thiết kế tối ưu giúp người lái kiểm soát tư thế thoải mái, giảm thiểu áp lực lên cơ bắp và tối ưu hóa hiệu suất đạp xe. Xe được trang bị bộ truyền động Shimano danh tiếng đến từ Nhật Bản, đảm bảo độ bền bỉ, vận hành êm ái và chuyển số linh hoạt. Với tay đề Shimano Sora R3000 18 tốc độ, mang lại khả năng sang số chính xác và mượt mà. Cùng với gạt đĩa, gạt líp cũng đều của Shimano Sora R3000, giúp người lái có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ, phù hợp với mọi địa hình và nhu cầu. Cùng với đó là hệ thống phanh V bóp vành, mang lại khả năng phanh mạnh mẽ và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Với khả năng kiểm soát lực phanh tốt, giúp người lái dễ dàng dừng xe khi cần thiết. Xích KMC và đùm xe Lovatec F172SB mang lại cho chiếc xe đạp khả năng vận hành trơn tru, êm ái và hiệu quả. Cọc yên lai hợp kim nhôm dễ dàng điều chỉnh cao, thấp với chiều cao người dùng. Yên xe cũng được làm từ chất liệu da cao cấp, mang lại cảm giác thoải mái, êm ái khi đạp xe. Vành xe hợp kim nhôm 2 lớp, cao 30mm. Lốp Compact Fireball 700x25C, trọng lượng nhẹ, độ bám tốt, khả năng chịu lực tốt, phù hợp với nhiều loại địa hình, từ đường nhựa, đường bê tông đến đường đất, đường sỏi. Với những trang bị cao cấp, hiệu suất mạnh mẽ, Lai, Pat Lai thực sự là một chiếc xe đua phù hợp cho những người yêu thích tốc độ và muốn thể hiện bản thân trong các cuộc đua, cũng như có thể đáp ứng tốt các nhu cầu di chuyển, luyện tập, rèn luyện sức khỏe cũng rất là ok. Với 4 màu siêu bắt mắt là xanh tím, xanh dương, đỏ và trắng, tha hồ cho các bạn lựa chọn theo sở thích. Cùng với đó là chế độ bảo hành trên toàn quốc, giúp người mua yên tâm sử dụng xe và được hỗ trợ kịp thời khi xe gặp sự cố. Chi tiết về sản phẩm và thông tin liên hệ thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Và đó là những review chi tiết của mình về chiếc xe đạp đua Lai, Pat Lai này. Theo ý kiến cá nhân của mình thì mình thấy rằng với một thiết kế đẹp mắt cùng với một cấu hình ấn tượng như thế này thì Lai, Pat Lai thực sự là một món hời dành cho các tay đua đam mê tốc độ. Cùng thiết kế hiện đại, cấu hình siêu chất, các bộ phận xịn sò, chiếc xe này sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm lái xe cực đã, chinh phục mọi địa hình một cách dễ dàng. Còn bạn, bạn thấy sao về chiếc xe này? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, subscribe kênh và nhấn chuông thông báo để tạo động lực cho chúng mình trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.